Mình chào tất cả các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn biết vì sao mình lại mang cái con trà màu và mang cái con khuyên này ra đây không? Đó cũng là một cái lý do ở trong cái video này hôm nay rất chi là hay. Thì sau một cái thời gian dài ấy, mình đã vệ sinh lại cho cái bể cá. Và nói chung là mới được một nửa công việc thôi, chưa xong đâu các bạn. Thì phơi xong cái con chim này một chút xíu cho nó nắng ấm này, rồi cho nó vào đây để giờ hỏi tội hai cái con này. Hai cái con này thì các bạn cũng biết đấy, cái con khuyên này thì thằng Nhân vừa rồi thì nó cắt cánh của mình. Thì con trà màu này của mình thì nó con trà màu thuần. Thì dự là cái thời tiết hôm qua thì mình báo với các bạn là có khả năng miền Bắc hôm nay lại đón đợt gió lồm ấy, thì lồm ẩm đấy. Thì mình đã chuẩn bị phơi nắng và tắm rửa cho nó hôm qua. Thế nhưng mà hôm nay trời thì lại không như mình dự đoán, không như dự báo thời tiết, chứ không phải như mình dự đoán đâu. Vì cái ông dự báo thời tiết ông bảo hôm nay là như vậy mà lại không như vậy. Thì thành ra là mình với cái con trà màu này hôm nay là cãi nhau. Mà cả ở cái tiêu đề thì mình cũng chia sẻ với các bạn là con chim trà màu này nó biết nói các bạn, nó biết đang chửi mình đấy. Nó như thế nào thì bây giờ mình kể ra cho câu chuyện cho các bạn lắng nghe nhé. Thì đấy, kể từ cái câu chuyện mà thời tiết nó là bị như vậy, thì mình bảo trời mới trả đất, không theo ý mình gì cả. Đấy. Rồi mình bảo con trà màu, tao đến vất vả vì mày, chả nhé lại vụt cho mày một trận. Thế các bạn biết nó nói gì không? Đấy, con trà màu của mình biết đang nói. Đây, bây giờ thì mình trích đoạn cho các bạn nghe một đoạn chút xíu nhá. Đấy, các bạn thấy không? Đố các bạn biết nó đang nói gì. Đấy, mình bảo vụt nó. Đấy, nó bảo là thích thì chơi, thích thì chơi đấy. Đấy, nghe được cái đoạn thích thì chơi cái mà lộn hết ruột lên rồi. Bảo mày nói hẳn hoi, đừng có thách với anh. Đấy, nó cứ thích thì chơi, thích thì chơi. Đấy, các bạn nó lận ra giọng nó. Chắc hẳn là các bạn nuôi trà màu nhiều, các bạn cũng có đúng không? Cũng có cái tình trạng như vậy đúng không? Nhưng các bạn không lận được ra, nhìn cái mặt nó chảy nhà kìa đấy. Thích thì chơi. Đấy. Trông mặt đúng không? Ngáo ngơ đấy. Đừng có tảng lỡ. Hôm qua may anh còn hiền đấy. Anh mà cũng máu đánh nhau đây thì mày cắt cự nha. Đấy, các bạn thấy không? Trong khi cái con trà màu này nó bảo là thích thì chơi. Đấy. Thì cái con khuyên này nó cứ ở ngoài cứ tức là kiểu dạng nó bảo là thích. Xem ra bọn này càng nuôi chúng nó càng mất nết các bạn. Đấy. Rồi. Bây giờ thì cho nó sang một gì à? Con này cứ đọc rích thế thôi. Đấy. Thì tạt ngang sang con trà màu này thì thôi, bỏ qua lỗi của nó, chia sẻ với các bạn cái tiêu đề đó là con trà màu mình biết đang nói. Đấy, chỉ chẳng qua là con nào là cũng nói nhưng mà chúng ta không lắng nghe tiếng của nó bảo gì thôi. Đấy. Kìa. Cái con kia giờ vẫn đang cứ thích kìa. Thích ở trên nghe kìa. Còn con này thì hôm nay thì mình ở đây thì không dám nói thích. Vừa tí nữa là cho ăn vả, giờ có dám nói câu gì đâu. Nó thấy mình cầm cái máy quay này nó choáng đấy. Đấy, nhìn cái mặt nó ngáo ngơ. Cứ chả phải thích thì chơi đâu. Đẻo phết đấy. À các bạn ạ, bây giờ thì mình tạm thời treo cái em khuyên này lên. Em khuyên này lên. Rồi sau đó chia sẻ với các bạn. Để tại vì là mình vẫn phải chăm thêm mấy con vật nữa cho nó ăn nốt ấy. Chưa xong việc đâu. Thì sau mình sẽ mang cái con chim khuyên này mang vào. Thằng Nhân giả vờ bắt đèn nó lối lại cánh xem như thế nào các bạn nhé. Bởi vì là thằng Nhân ấy tính nó thật lắm. Nó thực ra mình không có diễn gì đâu. Thực mang vào để xem hắn nói gì. Bắt đèn hắn là mày lối cánh chim lại cho anh. Nhiều các bạn mắng anh quá. Giờ tình hình là mày phải giải quyết cho anh cái phi vụ này để xem nó làm gì. Nhưng mà bây giờ từ từ đã treo lên đã. Rồi sau đó vào sau. Còn chia sẻ với các bạn là hôm nay mình sẽ cho các bạn xem đôi trâu rừng của mình ấy. Tại vì tại sao nó gọi là trâu rừng? Vì là bố thì tân trâu, mẹ thì gà rừng. Nhiều các bạn bảo cứ gọi nó là trâu rừng. Đấy, hai con này cực kỳ nhát luôn mà mình đã thuần được 80% rồi các bạn nhé. Đây chính là hai con trâu rừng cùng bố cùng mẹ. Cái thời gian đầu ấy các bạn, thời gian đầu ấy nó có lúc nó mới lở ra nó vẫn giữ nguyên một cái bản năng, đó chính là nhát, nó sợ người, nó chạy kinh khủng luôn ấy. Mỗi lần mình thò tay vào ấy, là nó choáng luôn. Thế nhưng mà mình cũng đã thuần dần, bởi vì mình cứ để cho nó đói ấy, sau đó lại nhử cho nó một chút cám ấy thì là nó cũng đỡ hơn rồi, nhưng mà nó vẫn cần phải nhẹ nhàng nhé các bạn nhé. Đấy, không khác gì tân châu một chút nào các bạn công nhận. Bây giờ chỉ có phân biệt là lúc nó lớn lên thì là có khả năng cái tai nó trắng thôi. Đây các bạn nhìn thấy nó vẫn nhát trên này.
Đấy, nhát lắm luôn nhá. Hôm nay là lần đầu tiên nó được thả ra như này đấy các bạn. Chứ 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 chứ. Đấy, cái bùa màn, các bạn nhìn thấy cái đuôi của nó. Khi mà nó đã xòe đuôi như thế là nó một cái tín hiệu, tức là đang không tin tưởng mình đấy. Thôi chết rồi. Đi rồi. Chứ 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 chứ. Thôi chết rồi. Thế này thì không bắt được rồi. Chứ 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 chứ. Hỏng rồi, hỏng rồi. Chứ 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 chứ. Đấy. Bây giờ như này nhá, chốc mà nó no bụng rồi thì là thôi rồi nhá. Không bắt được đâu. Thế các bạn thấy nó hoàn toàn nhỉ? Không khác gì với lại gà Tân Châu gốc. Thế nhưng mà có một cái lông của nó thì mình nhìn thấy cái lông của con to to này ấy, thì nó tự tựa giống mẹ. Nó đang chuyển sang màu nâu ấy, giống mẹ nhiều hơn ấy. Đấy. Đấy đấy. Râu ria thì xồm xoèm kinh khủng luôn. Đấy, chết rồi, không bắt được nó rồi. Không để cho nó nhát các bạn, để cho nó nhát là hư chuyện ngay. Nào anh ôm một cái thôi, anh ôm một cái cho mọi người xem dâu thôi nào. Đây, ra đây. Anh ôm một cái thôi. Đây, các bạn thấy chưa? Dâu ấy, dâu ria đấy. Dâu nó còn như không khác gì Tân Châu luôn. Nó được mệnh danh là châu rừng. Rồi, bây giờ thì mình cứ để theo dõi cho nó ăn uống một chút xíu thôi, không để cho nó no quá. Nếu no quá là mình không bắt được nó đâu. Đấy, các bạn thấy chưa? Độc giơ tay này phát nó đã chạy à. Hay đấy. Mình cũng mong sao nó nhanh lớn ấy, để mình chờ đợi một cái điều, đó là cái tai của nó màu trắng. Nó cái tai của nó màu trắng là giống mẹ, là thôi xong rồi, thành gà rừng lai. Đây là cái công việc cuối cùng trong ngày đấy các bạn, đó là ngồi đây nhặt những con dế này để đem cho hai cái avi mà dự là nuôi chim sinh sản. Thì không biết là có sinh sản được hay không, nhưng mà mình vẫn thường hay tâm sự với các bạn rồi. Nếu một cuộc sống mà không cố gắng thì biết được sức lực của mình tới đâu, đúng không? Thôi thì vẫn cứ phải là hy vọng cho nó một cái tương lai đầy ắp hạnh phúc. Thì những cái chú dế này của mình ấy, các bạn thấy chưa? Đấy, cũng tranh giành nhau ăn mà chăm cả từ ngày con nhỏ nhất này trở đi. Thời gian vừa rồi mình cũng lấy đi nhiều ấy, cho khiếu ăn nhiều ấy. Thế nhưng mà nó cũng mỗi một ngày nó một lớn dần đấy các bạn này. Uầy, nhìn nhiều chưa này? Đây này, uầy, kinh chưa? Thức ăn vẫn đầy đủ cho chúng nó nhá. Bởi vì là nuôi dế này nó cũng nhanh thôi mà. Mình cứ cho ăn đều mà cho uống nước đều ấy, là nó cũng nhanh lớn lắm. Cứ 2-3 ngày thôi là nhìn thấy cái sự phát triển của nó cũng khá chi là ok rồi. Ôi giời. Bổ sung thêm cho bên em sáo này. Rồi, ok. Bây giờ thì mang ra thôi, triển khai cho chúng nó ăn thôi, không thì là muộn mất rồi. Khiếu ơi. Ôi, nó đã trực mình sẵn rồi các bạn này. Chúng mày mắn nết lắm cơ. Đây, đã trực sẵn rồi kìa. Đây này, hàng xịn đây này. Xuống đây. Đấy, anh để ở tận nơi này. Mình cho 5-6 con sâu quy vào này các bạn. Mình cũng không lợi dụng sâu quy nhiều quá đâu. Sợ chúng nó nóng tính nên chúng nó lại mổ nhau thì chết. Ra đi. Cứ ra đi mạnh dạn lên. Hôm nay nắng ấm rồi đấy. Cứ tắm đi. Tắm nhiệt tình đi. Đấy. Đây, con này là con mái các bạn. Lông của nó mịn hơn con trống kìa. Con trống kia thì lông nó sơ hơn. Chả biết nó có đẻ đá gì không, như các bạn nhìn thấy kìa. Phá hoại ở trong này. Xuống đi, nhiệt tình xuống đi, không phải sợ. Xuống đi. Rồi, lại phải đóng tiếp vào. Cứ để cho nó bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Có những lúc chúng ta phải kiên trì các bạn, kiên trì chờ đợi thôi. Điều duy nhất là chúng ta đợi hạnh phúc của chúng nó. Đấy, còn tiếp tục ở bên này, lại còn mấy ông cẫy ở bên này nữa. Ngủ sắc ơi, ra đây, đây anh cho này. Đây, xuống đây. Sợ gì? Xuống đi. các bạn thấy không nhỉ? Vừa nãy mình chia sẻ với các bạn con trâu rừng ấy, con gà rừng lai Tân Châu ấy. Thì đấy các bạn thấy đấy, nuôi con gì cũng thế, phải bỏ thời gian ra rất chi là nhiều. Để nói chung là mình không từ nói từ thuần nó đến mức tuyệt đối. Thế nhưng mà nó đỡ cái kiểu nháo nhác, trông cũng vui hơn, đúng không? Chứ nó cứ nháo nhác quá cũng chán. Thế cho nên là ở trong AV này của mình cũng thế. Cũng có mấy con nó cứ nhát ghê ấy. Thế nhưng mà thôi, cũng cố gắng là cứ vào trong này ấy. Nhiều lúc thì cũng có thể là nói hơi nhiều ở trong video một chút xíu, nhưng mà cái kiểu mình ngồi ở trong này ấy, thì thấy có sao như vậy thì mình lại nói chuyện với các bạn. Dù chỉ là trên màn ảnh nhỏ thôi, thế nhưng mà cũng chỉ là chia sẻ với các bạn để gửi cho các bạn những cái niềm vui thôi, và những cái cuộc sống thường ngày của những con chim mà mình chăm sóc. Nó cũng như một tập phim thôi các bạn.
Có rất nhiều các bạn thường hay cũng hỏi là anh ơi sao lâu không quay con nọ con kia đi. Thực sự là mình cũng biết là các bạn cũng rất chi là quý mình và cũng nhớ cái con vật của mình. Thế cho nên là nhiều khi cũng không quay hết được các bạn. Video thì nhiều khi là cũng dài quá, và có những lúc thì cũng mải mê với những con vật. Ví dụ hôm nay mình mải mê với những cái avi ở trong này thì lại nhiều khi thì cũng muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn về cái tập tính và cái thói quen của chúng nó, để cho các bạn, nếu như các bạn nuôi hoặc là các bạn không nuôi, không có thời gian nuôi, thì các bạn có thể là ngắm nhìn để cho nó giải trí, đúng không? Đấy. Đơn giản là trong cuộc sống của mình chỉ là vậy thôi. Còn thì nó đẻ thì kinh doanh thì mình không có kinh doanh, bởi vì là toàn mua về thôi, chứ còn thì chả bao giờ bán được cái gì cả. Cho nên là không biết là sau này có giàu hay không, nhưng mà hiện tại trong thực tế là đầu tư cám tấm cho các em nó rất chỉ là nhiều luôn. Đấy. Rồi thì tất cả những dế và sâu quy. Ê, mình ở đây mình nói chuyện đấy là nó không có dám nhảy xuống đâu. Thôi bây giờ mình đi ra rồi. Wow. Quay ra cái tổ ong này các bạn ạ. Thì thời gian này thời tiết nắng ấm đẹp quá, ong tha hồ đi lấy mật. Không biết là ở bên trong là có mật hay không, mình cũng không lắm được ấy. Thế nhưng mà các bạn cũng thấy đấy, nó có một chút xíu gì gì ra đây các bạn này. Thì chắc là mật của nó thì không gì ra được rồi. Thế nhưng mà cũng nóng xem ở bên trong là nó có được nhiều mật hay ít mật, mà không dám mở ra, thật sự là không dám mở ra. Tại vì có một hôm nó độc phi vào mình ấy. Nó độc phi vào mình ấy. Chắc là cậu phi vào mình kiểu như là tưởng nghĩ là mình tấn công, thế là cậu dí luôn cho mình phát. Thế là từ đấy thì mình sợ luôn. Hẹn Quế bảo là hôm nào hết cách ly ấy, thì xuống thì kiểm tra của anh cái. Hắn ta khoái lắm. Riêng Quế nó thích mở tổ ong để kiểm tra xem có mật hay không. Cũng giống như tất cả mình và các bạn thôi, cũng hào hức xem là bên trong nó có nhiều mật không ấy, và cái tốc độ sinh sản của nó như thế nào ấy. Chứ còn thì để mà kinh doanh thì mình nghĩ là với cái giá tiền bỏ ra với lại cái mật ở trong thì chắc là lỗ. Nhưng mà cái tập tính của con ong này và cái thái độ của con ong này, và nói chung là về những tất cả những cái gì thuộc về bên trong của tổ ong này, nó hoàn toàn một là một cái bí mật, và hoàn toàn là những cái câu chuyện cực kỳ coi như là hay luôn về cái tổ ong. Nhưng mà thôi, dần dần mình cũng chia sẻ dần cho mỗi video mình gửi tới cho các bạn một chút xíu về tập tính và những cái lối sống của những con ong này như này. Còn bây giờ cái điều quan trọng là mình phải chờ đợi bao giờ Quế hết cách ly, sau đó là hai anh em xuống mở ra thăm khám xem xong bắt đầu có mặt chưa. Rồi bây giờ thì mang chim vào bắt đèn đằng nhân các bạn nhé. Mời các bạn tiếp tục cùng theo dõi video với Long Đen. Các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ giúp Long Đen nhé, để Long Đen có thêm những cái người bạn này, rồi có thêm những video cực kỳ hay để gửi tới cho các bạn. Như các bạn cũng đã biết ở đoạn đầu, mình đã nói với các bạn rồi đấy, mình không hề có sự chuẩn bị luôn. Để vào xem cái mặt của hắn nó ngáo ngơ như thế nào nhé. Nhân này nó nành hiền lắm. Toàn bị các anh bắt nạt thôi. Trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì Quế là bị cách ly ấy. Mấy anh em nhớ nhau ghê ấy, nhưng mà không có dám đến đâu. Thì ngoài ra là chỉ chơi với Nhân thôi. Rồi còn vào tới nhà hắn rồi. Nhân ơi, anh đến đây này, không ra mở cửa, anh cày lát sân. Làm gì trong đấy đây? Khuyên của hắn này. Khuyên của hắn này các bạn này. Hắn ta phơi nắng, hắn ta cũng phơi nắng này. Hôm nay còn thả cả vịt vịt uyên ương của hắn. Hắn bảo đấy là vịt uyên ương của hắn đấy. Ghê phết đấy. Cũng lại đua đòi vịt uyên ương. Con cún này hơi bị đẹp đấy. Mình kết con cún này lắm, nhưng mà hắn không bán và hắn không cho. Nhưng mà nếu mà trên lưng của con này mà nó không có cái vết đen đen kia thì kể cả tiền triệu anh cũng múc Nhân nhá. Anh không ngán đâu. Chắc là con này thời gian vừa rồi thoát chết đây phải không Nhân ơi? Nhân ơi. Ồ, thằng này mất mồm rồi. Ơi, mình ước gì ra đây xem nào. Ấy, làm ở mặt cạnh mẹ. Đẹp chưa? Sao mày không tắm cho chó đi, trời nắng này. Tắm cho chó đi. Ấy, tắm rửa đi cô à? Lắm. Sáng đầu ngứa quá. À hôm qua không tắm à? Hôm qua không tắm à? Không lo tắm, nhưng mà sáng nữa phải gội đầu. À. Tắm một bếp. Con chó đẹp nhỉ. Tắm nắng này tắm nó chó đi. Ôi giờ tắm chết đi. Con thấy chưa? Ê, đừng đùa. Hôm nay thả cả cái két kìa. Thả cả con vịt kìa. Đây là vịt uyên ương của chú à? À. Tình hình là như này. Trong thời gian vừa rồi ấy, thì có mấy bạn không, có mấy bạn bảo là chú phóng hải chim. Thì giờ hôm nay anh nghĩ ra một cái này rất hay các bạn. Tình hình là chú đèn lại đôi cánh chim cho anh. Đèn đôi cánh, em chả có con nào để đèn cho bác.
Không. Tối em Tuyền bị cắt cánh thôi. Cũng cắt cánh à? Ừ. Thế giờ làm nào? Ừ, em đi. Nhưng mà bây giờ anh phải bắt đèn chú đấy. Bắt đèn thì lông ở nhà bác này, bắt cái lối vào. Thôi chết rồi. Lông anh quét hết đi rồi. Đây, tối em cũng cắt cánh này. Cũng cắt cánh à? Ừ. Chết thật nhỉ. À, thôi bây giờ thì giờ bắt đèn chú thì chú cũng chả có con chim nào để bù lại cho anh. Chả có con nào có lông. À, anh phô chú một cái bí mật rất chi là hay luôn. Con chim chả mào của anh biết nói. Điều. Thà luôn, nếu điêu là con chó. Thà luôn, thực sự luôn. Đừng thả nhá. Chú biết nó nói gì không? Hôm qua anh gạ nó đánh nhau, nó bảo là thích thì chơi. Ừ, thích thì chơi. Nó đầu hót như thế đấy. Đây. Chơi. Con này của chú tuổi gì mà nói được như thế? Đấy, trong kia cũng. Đấy, con này không nói được như thế. Con này chỉ cái kim nói gọi được câu duy nhất là inh ỏi thôi. Còn con của anh thì thích thì chơi. Đang thả không? Không. Không chơi dạ. Không, không coi như là mang cái tư tưởng phá hoại. Ấy, ấy, làm gì đây? Bảo trước là bắt đèn đấy. Như xem mèo đâu nhá. Mèo á? Đây, thấy thò đầu ra như thế này. Đó là chạy vào. Vui vết đấy, cắt cánh lại có cái hay của nó đấy. Ô, sang với nhau rồi. Nhưng mà con của anh màu lông xấu nhỉ, đang vào cắm một đấy. Con của chú màu xanh xanh đẹp hơn đấy. Con anh giờ đang thay lông rồi. Bây giờ đang cho cắm một thì cắm hai đấy. Hắn phơi nắng, hắn thở kìa. Ra rồi nhưng lại không ra. Vui phết đấy các bạn ạ. Anh đi đâu gọi được chỗ sang nồi em ạ? À? Đây. Gọi đi xem nào. Về đây. Ghê, bập bách. Ô. Đây. Đây, phải không? Đây. Đây, như này. Đây. Đây, chó dậy. Về đây. Quyết đi ra. Hai con này con màu lông đẹp nhỉ? Của Nhân đẹp nhỉ? Đẹp không? Đẹp. Của anh đang thay lông, anh đang cho ăn cắm một đi. 3 lít lên đường. Vừa hôm nọ mua 1 lít, giờ lại đòi 3 lít. Thì ai nuôi được hôm nọ ăn à? Ôi thế. Nãy để anh xem chân có đính vàng không nào. Không đính vàng nhưng mà chân nó hồng, chân mắc nhờ, trắng nhởn nhỉ. Trắng nhởn á? À? Đang thay lông là thế. Chân em chân hồng nhé. 50. Xuống tiền luôn. Lỗ. Thì bây giờ chú cắt cánh đi rồi. Cắt cánh em mua 1 lít rồi bán cho bác 50. Ôi, 101. Không, 101. 101 cả nồng. Không. Thôi, trêu đùa các bạn vậy thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy cái bộ mặt nó ngáo ngơ của nó này. Nhưng vào nó chả nói được cái câu gì, nó bảo là em còn con gì không còn đàn. Đúng là giờ nó chả còn con nào còn lành lặn nữa các bạn ạ. Thôi, dạ. Ô chứ, đang được chuẩn bị về đó con. Về đi. Em về bên đội mình, về bên đội mình. Không bao giờ về. Dạ đây, đuổi nó sang đi. Ôm, cái đó không đổi, không đổi. đấu vào để về đây. À, các bạn, thôi bây giờ thì mình lừa chim của mình để mình về đây. Chứ không thì ở trong với Nhân này thì nó cứ câu giờ của mình thì này thì chết. Giả chim này để về. À, hẹn các bạn ở video ngày mai nhá. Nhân không tin chim của mình biết rằng nói các bạn ạ. Không bao giờ tin. Ok, đã về xong đội của mình. Thôi, còn kia, đi ra. Đi ra, không phải vui đâu trầu đấy, dẹp. Đi về của thằng Nhân đấy. Đấy, về đây đấy. Đấy, cho nên là nói để không ai tin các bạn. Mình về tới nhà rồi. Đã bảo thằng Nhân bảo chim của anh biết đằng nói nó không tin đấy. Chim của mình nó bảo là thích thì chơi. Chim của nó có nói được thế đâu. Đúng là thích thì chơi, thật là lắm.